Chào mừng các bạn đến với kênh Hai Nhái Miền Tây. Xin các bạn ủng hộ kênh bằng một lượt đăng ký và bấm vào cái chuông thông báo để được thông báo những video tiếp theo của Hai Nhái Miền Tây. Cảm ơn các bạn. Rồi, hello cả nhà. Chào cả nhà. Thì hồi sớm đây Hai Nhái Miền Tây là cũng có làm cái một clip rồi ha. Một ngày Hai Nhái búp lên hai clip. Thì với cái cây cỏ mực này nè cả nhà, thì hồi sớm Hai Nhái có làm một clip để mà mình chia sẻ cái cách trị bao tử rồi. Thì bây giờ thôi cái kênh này là Hai Nhái Miền Tây là mình cũng nói rõ trước cả nhà đó, là nó nói về thuốc hoài thì nó cũng buồn. Lâu lâu mình thay đổi bầu không khí nha cả nhà. Bữa nay là Hai Nhái Miền Tây mình sẽ kể cho cả nhà mình một cái câu chuyện là yếu sinh lý. Đó, câu chuyện cũng vui nha cả nhà ha. Đó. Thì cả nhà mình biết đó là ngày xưa mà mấy cái anh mà kiểu như nông dân á, nghèo á. Nhưng mà anh này anh không lỗi. Anh không lỗi luôn. Cái bắt đầu là anh muốn cưới vợ mà anh không có tiền. Xong rồi bắt đầu là anh mới đi mượn tiền, vay mượn. Xong rồi đặng anh cưới vợ. Đặng mình có tiền để cho bên vợ chứ, phải không? Phải nạp tài đồ cho vàng rồi cho vợ. Phải cho vàng cưới rồi chứ. Rồi. Cái cũng làm rình rang lắm, cũng làm đám cưới được xong. Cái bắt đầu tối về á, cái anh lấy cái mò nang á, anh cắt cái mò nang, cái mò cao á cả nhà biết không đó, cái mò cao. Anh đút vô trong quần của anh. Lăn giò. Cái đêm thứ nhất thì nó mắc cỡ ngại thì nó chắc là mắc cỡ hay gì không có đụng tới hả là con vợ mới cưới, không có đụng. Cái qua đêm thứ hai, thứ ba, thứ tư. Xong kỳ đó. Không nổi cái gì đâu mà ổng cứ nằm im không có làm gì hết trơn mình. Cái khuya cái con vợ gánh đợi vợ chồng son mà vợ hắn gánh cũng ngại mới mà. Như vợ chồng ấy mình á là hả là bập xẹt hay còn này vợ chồng son nó cũng ngại. Vô bắt đầu tối canh khuya hả ăn nãy ngủ. Vợ lén thò tay vô gợn cái coi hả có con nhỏ hay không. Thò vô lắng dò. Sáng ngày cuốn gói chạy về hả một bên bà già luôn. Bà già trời giờ qua về làm dâu mà không chịu làm, tự nhiên chạy về đây làm gì? Nó nhỏ nhỏ mẹ ơi. Nó không có thằng nhỏ. Nó lắng dò hả nó kêu. Bà già nói thiệt không, nói thiệt. Trời ơi tối còn gần thấy lăn giò nó không có. Trời ơi vậy thì sao, làm gì giờ, thôi trả của mẹ mà thôi gắng ở. Qua bữa đó cái về, cái qua bữa sau trả cự lên, trả của, trả trơn. Ông này ông mừng lắm, ông ôm hết vàng vọng đem trả cho ông ta, thế là hết nợ. Cái qua nó cũng năn nỉ bên bà già vợ, nói thôi dù sao vợ chồng con hả cũng mới cưới, thôi má để hả cho vợ con ở lại ngủ đêm nữa đi hả về đó, vợ chồng con trước sau cũng đi vậy. Bà già cũng nghe ừ được, tao mới nghe hôm nói trong bụng. Tao mới nghe hôm con vợ mày nói mày lắng do có gì đâu lo không. Mẹ bà tối về cái bắt đầu hả anh gỡ cái mò cao ra anh giục mất mẹ. Xong rồi tối anh đè đầu hả chị anh vớt quá tời. sáng bên hả bên vợ đó, xe cộ lùm đùm quá đang chở, hồi đó là đi xe ngựa đó chở lùm đùm, kéo ông vợ hả kéo con bắt con về đó. Hiện vợ của thằng này hồi đó làm quá trời luôn rồi. Xong rồi sáng ngày bắt đầu hả là giờ sao về nghe con. Thôi giờ không về. Nó hoài cái con nhỏ này mày bị khùng điên gì. Mới nói cái chát ngày hôm qua đang giờ kêu về không về. Không. Cự là dữ dàng kéo lôi kéo không về. Trâu ngược. Đòi ở lại. Ôi, sao? Mày nói sao? Ngày hôm qua cũng mày hả đằng nặc còn giờ nữa hả mày không đâu về. Quay lại hả. Nói nhỏ bà già má. Hồi hôm này tự nhiên cái con chim nó mọc ra rồi. Ha 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 ha
Thế là xong. Nó hỏi rồi 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 nó có làm gì mày không? Nó trời ơi, hôm ông đè ông quất quá trời quá đất luôn. Ông không có bị yếu sinh lý, ông cũng không có bị mất con chim nữa. Kể vô nha cả nhà để mình giải tỏa nha, giải tỏa cái bầu không khí ở trong cái kênh này. Cái kênh này nó không có vui gì mấy. Rồi bữa nay cả nhà mình xem đến đây chơi coi nghe vui nha cả nhà. Rồi Hai Nhái Miền Tây mình là kết thúc video, chào cả nhà mình nha. Rồi cả nhà mình xem được cái video của Hai Nhái Miền Tây thì cho Hai Nhái Miền Tây xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ ha, cho Hai Nhái Miền Tây. Rồi bật cái chuông thông báo để đón những cái video tiếp theo. Đó, Hai Nhái Miền Tây sẽ cố gắng đi lặn lội tìm những cái bài thuốc hay để mà búp lên cho cả nhà mình ha, xem. Và những lúc mà mình thấy cũng nó hơi im quá ha, nó kiểu như mà nó cái kênh hơi lạnh lạnh đó, Hai Nhái Miền Tây sẽ trang những cái câu chuyện hơi vui vui vào trong này. Mà còn kệ bà nó giờ hả, YouTube có đề xuất hay không đề xuất gì thì kệ nó đi, chủ yếu là vui là được rồi. Đó rồi, Hai Nhái Miền Tây chào cả nhà.